Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Lê Quý Bonsai nha. Hôm nay con có lại nhà vườn của Cường Phạm để giao lưu cùng cô chú anh chị một số cây Mỹ ghép cẩm thạch tím và tím bớm nha cô chú anh chị. Trước mặt đây là cây tím bớm nha cô chú anh chị. Và giao lưu một số cây cẩm thạch luôn nha cô chú anh chị. Ghép gốc Mỹ nha cô chú anh chị. Thì cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ. Thì đọc số điện thoại luôn Cường ơi. Dạ, số điện thoại nhà vườn của con là vườn Cường Phạm là 0788 922 750. Rồi số điện thoại con một hồi con lên clip cũng có lên ghim trên mắt trái màn hình đó cô chú. Rồi giao tiếp mà số 1 đi. Rồi con bắt đầu giao lưu cái số phôi số 1. Phôi qua giấy Mỹ, ghép cẩm thạch tím siêu bông nha cô chú. Dạ là hoành thân cái cây này là 13. Tổng chiều cao là 69. Rồi cây mã số 1 này con giao lưu với cô chú anh chị em là 250k con bao phí ship luôn ạ. Rồi. Rồi con lên tiếp mã số 2. Rồi mã số 2 cũng là gốc Mỹ ghép cẩm thạch tím siêu bông. Đang đổ bông luôn cô chú. Tàn này con cắt 2 3 cây rồi luôn nha, nó đạn gần đặc luôn. Mã số 2 này con đo là cái hoành mư, đo chỗ là nhỏ nhất luôn á. Hoành mư tổng chiều cao là 68. Rồi cái cẩm thạch tím siêu bông này con cũng giao lưu với cô chú là 250k luôn ạ. À. Bông rất là đẹp nè cô chú. Đã nó siêu bông rồi. Rồi con lên tiếp mã số 3. Hôm nay con sổ cái lô qua giấy cẩm thạch tím siêu bông này đồng giá hết cô chú ơi. Cô chú thích cây nào thì cứ chọn mã đó, con lên mã đó cô chú, chọn mã rồi gọi cho con. Rồi mã số 3 này hoành thân là 11. Tổng chiều cao là 60. Rồi cái cây mã số 3 này con cũng giao lưu là 250k luôn cho cô chú. Rồi con lên tiếp mã số 4. Mã số 4 dáng trực nha cô chú. Cây này có dáng trực cũng đẹp lắm á. Rồi mã số 4 này hoành thân là 13. Tổng chiều cao là 71. Có cái thế lắc lượng nha cô chú. Rồi mã số 4 này con cũng giao lưu là 250k luôn ạ. À. Rồi con lên tiếp mã số 5. Rồi mã số 5 này có hoành thân là 12. Tổng chiều cao của cái cây này là 71. Rồi cây số 5 này con cũng giao lưu là 250k luôn nha cô chú. Chơi. Thì cái này con bán là con bán sổ đồng giá. Động cái lô này 10 cây con sổ đồng giá. Dạ con lên tiếp phôi số 6. Phôi số 6 này có hoành thân là 21. Tổng chiều cao là 64. Rồi cây số 6 này cũng có giá là 250k ạ. Cái vàng tàn rất là cứng nha cô chú, tàn rất là cứng luôn. Rồi. 250k là con bao gồm phí ship luôn nha cô chú. Bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi con tới tiếp mã số 7. Hoành thân là 15. Tổng chiều cao là 74. Rồi mã số 7 này con cũng giao lưu là 250k luôn ạ. À. Này nó cao cô chú, cái này nó cao. Cái dòng này là dòng xiên xiên bông, rất là xiên bông nha cô chú. Cô chú cứ về tưới nước này kia, tưới nước nó đều đặn là nó ra bông lai gai hoài, nó không có nó tàn lắm. Nó tàn cái búp này không mà nó ra cái nụ khác à. Dòng này là dòng này rất là xiên hoa nha. Rồi cây số mã số 8. Con lên cây mã số 8 hoành thân là 20. Tổng chiều cao là 69. Rồi cây mã số 8.
Cả số 8 này con cũng giao lưu là 250k, con bao với ship luôn nha cô chú. Bao sống bao ship toàn quốc luôn à. Rồi con tê tiếp mã số 9. Rồi mã số 9 này có hoành thân là 14. Tổng chiều cao nó là 69. Rồi cây này tàn khá là bự nha cô chú, khá to đấy. Rồi mã số 9 này con cũng giao lưu là 250k luôn ạ. À. Rồi con lên tiếp mã số 10. Mã số 10 này là 10 cây cẩm thạch tím siêu bông. Này là phôi này phôi Mỹ, gốc phôi Mỹ luôn nha cô chú, phôi Mỹ ghép cẩm thạch tím. Rồi mã số 10 này có hoành thân là 14. Tổng chiều cao là 69. Rồi cái mã số 10 này cũng có giá là 250k luôn ạ. À. Con bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rất là nhiều nha cô chú. Hoa giấy Mỹ rồi. Ghép tím bớm siêu bông. Cái bông này cũng rất là xiên hoa nha cô chú. Rồi tiếp là kế tiếp là mã 11. Đây, 11 bông. Dạ, mã số 11. Đây một bông đây cô chú, tím bớm nha cô chú. Rồi, mã số 11 này có hoành thân là 12. Tổng chiều cao là 62. Rồi, cái mã số 11 này con giao lưu là 180k, con bao gồm phí ship luôn nha cô chú. Rồi, con lên mã số 12. Mã số 12 này có hoành thân là 12. Tổng chiều cao là 58. Rồi, mã số 12 này cũng giao lưu, con giao lưu là 180k, con bao phí ship luôn rồi cô chú. Đây này, đây xuống quay. Đây cô chú. Mặt bông rất là đẹp nha cô chú và nhiều cái nó thưa thưa gì nhưng mà thật sự là nó bông rất là nhiều nha cô chú. Anh bút. Đó, cái nào cũng có chấm bông hết trơn á, về cô chú anh chị chỉ có tứ thôi, tứ là nó sẽ bông nó sẽ nở thôi cô chú. Rồi con lên tiếp mã số 13. Mã số 13 này có hoành thân là 10. Tổng chiều cao này là 75. Rồi mã số 13 này cũng là 180k ạ. Mã số 13. Rồi lên tiếp mã số 14. Mã số 14 này có hoành thân là 14. Tổng chiều cao là 63. Rồi mã số 14 này là 180k luôn ạ. À. Dạ, tiếp mã 15. Cái mã 15 này nó hơi bé nhưng mà có cái dáng rất đẹp nha cô chú. Rồi mã số 15 này có hoành thân là 7. Tổng chiều cao là 59. Rồi, cây này cũng là 180k luôn ạ. À. Con bao phí ship toàn quốc. Cây này hơi nhỏ nhưng mà cái đế nó khéo nha cô chú. Rồi. Rồi, lên tiếp mã số 16. Mã số 16 này hoành thân là 9. Tổng chiều cao là 60. Rồi mã số 16 này con cũng giao lưu với cô chú anh chị em là 180k ạ. À. Dạ. Đây. Đây đẹp cô chú. Đang búp bông rộ. Rồi, con lên tiếp mã số 17. Cái này cô chú về có thể ra lấy để dành lấy bo hoặc chân cũng đẹp nữa nha cô chú. Dạ, rồi, rất là mềm. Mã số 17 này là hoành thân 9. Tổng chiều cao là 67. Rồi mã số 17 này con cũng giao lưu là 180k luôn ạ. À. Chân dài nha cô chú. Rồi. Rồi con lên tiếp mã số 18. Mã số 18 này là có hoành thân là 14.
Tổng chiều cao là 61. Rồi mã 18 này cũng là 180k luôn ạ. Này con sổ đồng giá nha cô chú thích cái cây nào thì cứ gọi số điện thoại cho con trên góc trái màn hình đó. Rồi, mã số 19. Hoành thân là 9. Tổng chiều cao là 68. Dạ cây này cũng 180k luôn nha cô chú. Rồi, mã số 20. Mã số 20 này hoành thân là 8. Tổng chiều cao là 56. Rồi mã 20 này cũng 180k đó. Con bao phí ship toàn quốc luôn ạ. À. Rồi tiếp theo là gốc Mỹ ghép Thái năm màu nha cô chú, ngũ sắc đó nha cô chú. Thì này mới kê nha cô chú. Mới kê nha. Nên gửi đi cũng rất là an toàn. Ra cô chú là sẽ có bông nha. 4 năm tuần là sẽ có bông nha. Rồi tiếp đi cường ơi. Rồi. Cái Thái ngũ sắc năm màu này là mã số 21. Mã số 21 này có hoành thân là 17. Sổ đế là 40. Tổng chiều cao là 73. Rồi, cây mã số 1 ngũ sắc Thái năm màu. 21. Cây này con giao lưu với cô chú là 400k ạ. Rồi mã 21 400 nha cô chú. Dạ. Rồi, con lên tiếp mã số 22. Đây. Đây cô chú. Có cái tại mới kê mà, có bông rồi nhưng mà kê bỏ cô chú để đâm thực khác á. Rồi, mã số 22 này có hoành thân là 23. Sổ đế là 42. Tổng chiều cao là 67. Rồi mã số 22 này con xin giao lưu cô chú 450k. Dạ con lên tiếp mã số 24. Ủa 23 chứ 23. 22 tới 23. Rồi mã số 23 này có hoành thân là 22. Tổng chiều cao là 42. Ủa sổ đế 42. Tổng chiều cao là 76. Rồi cây này có cái cục gu nặng cũng khá là đẹp nha cô chú. Rồi cây này con giao lưu với cô chú anh chị em là 500k luôn ạ. Cái vàng tàn cũng khá đều nha cô chú. Giao lưu nhiêu cường? 500k. Rồi mã số 23. Rồi lên tiếp mã số 24. Dạ bình thân là 19. Sổ đế 38. Tổng chiều cao là 67. Rồi mã số 24. Mã số 24 này con giao lưu với cô chú anh chị em là 450k luôn ạ. À. Dạ cái này con bao cô chú là đủ 5 màu hết nha cô chú. Tại vì Thái năm màu này có 5 màu là đỏ, hồng, tím, cam, vàng, trắng, trắng phước hồng nha cô chú. Thì cái này là nhà vườn con bao đủ 5 màu cho cô chú chơi gì chơi luôn ạ. À. Thì con lên tiếp mã số 25. Mã số 25 này có hoành thân là 21. Tổng chiều cao là 4. Tổng sổ đế là 42. Tổng chiều cao là 74 ạ. À. Mã số 25. Rồi cây này con giao lưu cô chú là 400k ạ. À. 400k hái ngũ sắc 5 màu cho cô chú. Dạ mà con lên mã số 26 ạ. À. Hoành thân là 16. Sổ đế 35. Tổng chiều cao là 61. Cây này nhỏ hơi nhỏ chút nha cô chú. Rồi cây này con giao lưu cô chú là 350k luôn. 350k con bao gồm phí ship luôn nha cô chú. Dạ con lên số mã số 27. Số 27 này khá là đẹp nha cô chú. Cao hơi to. Rồi mã số 27 này có hoành thân là 26. Sổ đế 37. Tổng chiều cao là 69.
Rồi mã số 27 này là con xin giao lưu với cô chú anh chị em là 650k ạ. À, cũ khá to này cô chú. Dạ, cũ này nó dài. Rồi, mã số 28 là cũng là mã số cuối cùng của clip hôm nay của con. Rồi, mã số 28 này là có hoành thân là 20. Tổng chiều cao là 42. Ủa, sổ đế là 42. Dù dù. Tổng chiều cao là 72 ạ. À, cây này khá là to nha cô chú. Rồi, mã số 28 này con giao lưu với cô chú là 700k ạ. À, rồi, mã 28 cũng là mã cuối clip ngày hôm nay nha cô chú. Thì con cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ con những clip trước, và rất mong cô chú anh chị ủng hộ con clip này. À, con cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú những clip tiếp theo nha cô chú. Con xin chào ạ.